Châu là trở thành một quốc gia dẫn đầu về năng lượng xanh. Đấy, đó là một điều rất là thú vị. Đấy. Và cái vị khách hàng thứ hai mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay đó là đất nước Indonesia. Nếu như mà các anh chị tìm hiểu Indonesia thì tên chính thức của Indonesia là Cộng hòa Indonesia, là một đảo quốc liên lục địa nằm giữa Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Indonesia được mệnh danh là xứ sở vạn đảo vì lãnh thổ của nước này bao gồm 13.487 hòn đảo với dân số ước tính khoảng 279 triệu người, xếp thứ tư thế giới và đứng thứ ba châu Á. Jakarta là thủ đô của Indonesia và là một thành phố cực kỳ bận rộn, với các tài xế thường xuyên phải trải qua hàng giờ đồng hồ trong tình trạng tắc đường. Xe buýt, xe lửa, taxi và xe ôm được sử dụng ở đó như phương tiện giao thông công cộng. Và cái vị ở dưới đây, như các chị đang thấy, là chủ tịch ITF Indonesia, là một đơn vị được chính phủ Indonesia giao nhiệm vụ để phát triển mạng lưới giao thông công cộng. Và ITS, nó là viết tắt của Intelligent Transport System. Các anh chị có thể hiểu đó là một cái cơ quan tổ chức nghiên cứu về hệ thống giao thông thông minh để phát triển. Những mục tiêu của nó là để phát triển của những cái di chuyển, những cái giao thông thông minh, hệ sinh thái, kỹ thuật nhằm thúc đẩy kinh tế cho Indonesia mạnh hơn. Đó. Và đầu tiên, mời các anh chị là cùng nhau xem về giới thiệu một chút về dự án The Line Neom của Ả Rập Xê Út ạ. For too long, humanity has existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. And we are designing it to provide a healthier, more sustainable quality of life. The line's communities are organized in three dimensions. Residents have access to all their daily needs within 5-minute walk neighborhoods. And the line's infrastructure makes it possible to travel end to end in 20 minutes with no need for cars, resulting in zero carbon emissions. By leveraging AI technology, services are autonomous, saving you time and effort. Designed by world-leading architects, the line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within an elegant mirror glass facade. Intelligent solutions create efficiency and year-round temperate microclimate with natural ventilation. Energy and water supplies are 100% renewable. The line is designed as a series of unique communities, offering a wealth of amenities, providing equitable views and immediate access to the surrounding nature. With 40% of the world accessible within 6 hours at the heart of the globe's key trade routes, a place for commerce and communities to thrive like nothing on earth seen before. The line. The city that delivers new wonders for the world. Ok, vậy là các anh chị đã được xem hết một video ngắn giới thiệu về siêu dự án thành phố The Line tại tổ hợp dự án khổng lồ Neom. Thì khi mà Thắng tham gia khảo sát thì có rất nhiều những cô chú anh chị mong muốn là mình được sống ở trong một cái thành phố rất là thú vị này. Thì ở đây bao nhiêu cô chú anh chị là cũng mong muốn là mình có thể là tương lai mình có thể được sống trong những thành phố như này. Hãy comment số 8 ạ, để cho Thắng thấy ạ. Đó, thì để tóm tắt cho các cô chú anh chị thì Thắng xin giới thiệu qua lại như sau. Thì The Line là một tòa nhà chọc trời giữa sa mạc, có chiều dài lên tới 170 km và tổng sức chứa là 9 triệu người, là một phần của dự án thành phố Neom đồ sộ. Công trình tương lai này sẽ được xây dựng tại phía tây bắc đất nước gần Biển Đỏ. Chính Thái tử Mohammed bin Salman của
Saudi Arabia đã công bố thông tin về tòa nhà kích thước khủng này. The Line là một công trình rộng 200 mét, giống như một thành phố thẳng đứng. Tòa nhà được xây ở độ cao 500 mét so với mực nước biển. Theo thông tin được công bố, tổng diện tích của công trình là 34 km². Và sau đây thì Thắng xin chia sẻ một số thông tin xoay quanh những cái sự hợp tác và phát triển triển khai của thành phố này. Thì khi mà các anh chị cùng nhau đã xem qua những cái video ngắn trên của Thắng chia sẻ, thì nếu như các anh chị muốn tìm hiểu sâu hơn về những cái công nghệ của thành phố này thì có thể vào website neom.com, thì nó sẽ có rất là nhiều những thông tin để các anh chị tham khảo. Nhưng bởi vì buổi Zoom ngày hôm nay thời lượng có hạn nên Thắng chỉ có chia sẻ một số những cái điều mà Thắng cảm thấy ấn tượng và vắn tắt về những thành phố này. Và trên này thì các anh chị cũng nhìn thì đây chính là một cái thành phố mà nó đan xen giữa con người và thiên nhiên và công nghệ, nó rất là hài hòa đó. Và ba cái đặc điểm chính mà anh chị có thể quan tâm đến thành phố này đó là nó không có đường xá, không có ô tô và không có phát thải khí nhà kính ấy. Đó thì Thắng thấy rằng nếu như một cái thành phố ấy nó chỉ cần không có một trong ba điểm này thôi thì nó cũng đã là rất là thú vị rồi. Ví dụ như một thành phố mà kiểu không có ô tô, mọi người đi hết bằng phương tiện công cộng là nó đã tuyệt vời rồi. Rồi một cái thành phố mà những cái con đường hiện đại, rồi những cái thuận lợi về giao thông thì nó cũng đã rất sung sướng rồi. Nhưng ở đây thì các anh chị thấy là cái thành phố này nó có ba đặc điểm mà chưa một thành phố nào có, đó là không đường xá, không ô tô và không phát thải khí nhà kính. Và cái việc mà không phát thải khí nhà kính ấy thì đó sẽ là một điều vô cùng tuyệt vời, và Thắng dự đoán rằng đây nó sẽ là một cái bước tiến nhảy vọt của cái việc định cư của con người tương lai. Đấy, bởi vì khi mà các anh chị tìm hiểu kỹ càng thì thấy rằng bây giờ thế giới về cái việc khủng hoảng năng lượng này, rồi cái việc mà khí hậu biến đổi khí hậu này, nước biển dâng nó xảy ra nó càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Đó, chính vì những cái điều như vậy nên là thế giới càng ngày càng cấp thiết về một cái thành phố thông minh mới, và nó làm cho và những cái thành phố này nó bắt buộc nó phải thân thiện với thiên nhiên, và đấy chính là xu hướng. Và nếu như các anh chị để ý thêm một điều đó là thế giới con người thì nó đã phát triển rất là nhanh và mạnh, mọi mảng trong cuộc sống này thì nó đều có những bước tiến rất vượt bậc, nhưng mà chỉ có một điều đó là những cái thành phố thì nó chưa có một cái bậc sự phát triển vượt bậc nào, nên Thắng thấy rằng đây là một thành phố The Line, dự án Neom này nó là một thành phố một cái bước nhảy vọt rất lớn của con người đó. Và đây là một số điều mà Thắng đã tìm hiểu được, những cái công việc mà liên quan đến sự phát triển của dự án này và công nghệ Unica của chúng ta. Thì khi mà Thắng bắt đầu tìm hiểu thông tin và theo dõi từ năm 2021 vừa qua, thì giống như các anh chị đang nhìn ở trên hình, thì vào năm 2021 thì các bộ trưởng của UAE này, các doanh nhân Ả Rập Saudi này, chính là Ả Rập Xê Út đấy, đã đến thăm trung tâm kiểm tra và chứng nhận USCA. Và những người doanh nhân, những người trong đoàn này đã làm việc, có những buổi làm việc rất là chú trọng đối với cái công nghệ của chúng ta. Và điểm thứ hai mà khi mà Thắng tìm hiểu nó đã chú ý đó là vào tháng 4 năm 2022 thì có một cái công ty của Mỹ gọi là Qualatech đã trở thành đối tác của các dự án của Ả Rập Xê Út. Và theo như Thắng đã tìm hiểu được ấy, và tổng hợp một cách ngắn gọn, thì công ty Qualatech đã thông báo trên trang web của mình là họ đã ký kết những thỏa thuận phân phối độc quyền với công ty đang phát triển vận tải đường dây ở Trung Đông. Và trên website đã nêu rằng giờ đây công ty có quyền xây dựng và triển khai các dự án vận tải đường dây tại Ả Rập Xê Út. Và như trên hình bên phải thứ ba thì các anh chị có thể thấy là cái công nghệ của chúng ta trên cái website của công ty này. Đó, thì đây là Thắng có chụp lại ảnh màn hình của cái thông tin đó. Và cái điều quan trọng ở đây Thắng có khoanh đỏ đó là cái công ty này nó đã được rất nhiều những cái bộ ngành quan trọng trong cái việc xây dựng này, trong việc giao thông của Ả Rập Xê Út để làm, họ đã kết nối làm đối tác với những cơ quan này. Và rất nhiều những cơ quan quan trọng này họ đã rất là tin cậy cái công ty của Mỹ này. Và khi mà các anh chị sâu chuỗi các cái ba sự kiện ban đầu này thôi, chưa cần phải đến những cái video của Neom, thì các anh chị đã đoán được, đã có thể là phân tích và đánh giá được phần nào đó cái sự liên quan của công nghệ của chúng ta đến cái dự án The Line này, đúng không ạ?
Đó, và ở đây khi mà Thắng xem một cái, anh chị có thể là search một cái video có tiêu đề giống như trên ảnh đây, Neon in 5 year. Đó, thì các anh chị tua đến phút thứ 1 phút 54 giây này. Nhưng mà phải để chậm chậm một chút, anh chị sẽ thấy là có một cái hình ảnh vận tải đường dây. Đây Thắng đã chụp nhưng mà vì nó đi khá là nhanh nên nó sẽ chưa được rõ ràng lắm. Thì cái công nghệ này nó rất là giống đối với cái công nghệ Unikey của chúng ta. Đấy, và dựa vào ba cái điều mà Thắng đã rút ra ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy được một điều là công nghệ của chúng ta gần như chắc chắn là sẽ được áp dụng ở thành phố này, bởi vì những sự hợp tác này, những cái sự làm việc giữa các cơ quan ban ngành của Ả Rập Xê Út với cái công ty sắt thép của Mỹ này đó. Và điều điều thứ hai Thắng muốn chia sẻ với các anh chị đó là cái sự hợp tác của công ty của chúng ta với một đối tác là quốc gia Indonesia. Thì nếu như mà các anh chị có thể nhớ lại là lúc ban đầu mà Thắng có chia sẻ thì Indonesia là một quốc gia rất nhiều đảo. Và nếu như mà một quốc gia rất nhiều đảo thì nếu như mà chúng ta tìm hiểu sâu về công nghệ Unica, chúng ta sẽ biết được rằng công nghệ của chúng ta rất là phù hợp để áp dụng khi với một quốc gia có nhiều đảo như này. Đấy. Bởi vì những cái cầu vượt, những cái trụ của công nghệ Unica có thể cách nhau đến hàng cây số thì đấy là một điều rất là tuyệt vời. Đó, thì các anh chị có thể tra cứu cái thông tin sự hợp tác và phát triển và xây dựng cái dự án với Indonesia tại website chính thức của tập đoàn của công ty công nghệ chúng ta là uft.inc, và website thứ hai là whnt.com. Đó là một cái trang của kênh truyền hình kỹ thuật số tin tức phía Bắc Alabama, Hoa Kỳ. Và theo như Thắng đã tìm hiểu thì cái website thì cái kênh tin tức này của Hoa Kỳ nó có hàng triệu độc giả theo dõi hàng tháng. Đó, thì đây là hai nguồn tin chính đưa tin về cái sự hợp tác này. Và để mà điểm qua nhanh về cái hiện trạng giao thông của Jakarta thì các anh chị khi tìm hiểu sẽ được thấy được là đây là một cái thành phố nó còn bận rộn và nó còn náo nhiệt hơn cả Sài Gòn của chúng ta. Đấy. Và ở đây thì các tài xế thường xuyên là phải trải qua hàng giờ đồng hồ ở tình trạng tắc đường, rồi xe buýt, xe lửa, taxi và xe ôm được sử dụng như giao thông công cộng. Và bởi vì cái mật độ giao xây dựng cao, số lượng vỉa hè và các ngã tư trong thành phố kém, điều kiện cho người đi bộ không thuận tiện. Và chính vì vậy nên là cơ quan giao thông đổi mới của Indonesia đã quyết định ký kết hợp tác với công nghệ UFT của chúng ta. Và ở đây các anh chị có thể thấy là những cái tuyến đường của UFT trên cao với chiều dài 8 km sẽ được đề xuất tại một trong các quận của Jakarta, mất khoảng 25 phút để vượt qua tuyến đường dự kiến bằng ô tô và khoảng 50 phút bằng xe buýt. UFT Transport sẽ đưa hành khách đến điểm đến sau chỉ sau vài phút ạ. Đó, nghĩa là từ 25 đến 50 phút và các anh chị chỉ rút ngắn chỉ khoảng 5 đến 7 phút là có thể đến được điểm đích ạ. Và điều này có thể thực hiện nhờ cầu vượt đường sắt dây sẽ nằm phía trên cơ sở hạ tầng của thành phố và sẽ di chuyển theo con đường ngắn nhất có thể. Ngoài ra thì vị trí đường dây nằm trên mặt đất sẽ tránh được tình trạng ùn tắc. Giải pháp này sẽ tăng đáng kể khả năng di chuyển của phương tiện giao thông trong khu vực sầm uất của Jakarta. Và cái bức ảnh ở đây thì các anh chị chắc cũng không có lạ gì về cái sự ùn tắc đúng không ạ? Nó rất là khủng khiếp. Và thật sự Thắng cũng khá là may mắn khi mà Thắng là một nhà đầu tư và là đối tác chia sẻ của tập đoàn Unikey, thì cái việc mà mình chủ động được thời gian ấy thì Thắng đã được trong vài năm vừa qua Thắng đã không phải trải qua những cái cảnh tắc đường này ở Hà Nội đó. Và nếu mà những cái đầu dòng chính của cái công nghệ Unikey của chúng ta đem lại cho Jakarta thì như các chị có thể thấy trên màn hình, thì đầu tiên là cái giải pháp của chúng ta sẽ cung cấp cho thành phố khả năng vận tải chuyển lên đến 50.000 người một giờ. Điều thứ hai là công nghệ của chúng ta lại nằm ở trên không nên nó sẽ rất khó, gần như không thể xảy ra va chạm với xe cộ và người đi bộ. Có một điều mà Thắng rất là ấn tượng khi mà chủ tịch Unikey có chia sẻ về các nguyên nhân gia tăng giao thông, đó là sẽ không
nghĩa là hai phương tiện, hai chiếc ô tô đặt trên mặt đất thì không bao giờ có cái chuyện là nó tự đâm vào nhau, mà phải khi mà có người ngồi trên nó thì nó mới đâm vào nhau. Và cái công nghệ Unikey của chúng ta thì nó lại hoàn toàn là bằng trí tuệ nhân tạo và nó lại chạy trên một đường ray riêng. Thế nên có thể nói là cái sự an toàn của công nghệ của chúng ta nó gần như là tuyệt đối. Và thứ ba, điều nổi bật đó chính là cái chi phí xây dựng 1 km của tuyến đường UST chỉ bằng 4% cái chi phí của 1 km tàu điện ngầm. Thì theo như Thắng nghiên cứu ấy, thì các anh chị có thể thấy là cái chi phí trung bình để xây dựng 1 km đường tàu điện ngầm của thế giới sẽ từ 100 đến 200 triệu đô la, thậm chí có những nơi là lên tới 300 triệu đô la 1 km đường. Thì có những người người ta hỏi với Thắng rằng thực ra thì các cái giải pháp về chống ùn tắc và phát triển giao thông thông minh thì trên thế giới đã có, giống như là tàu điện ngầm này, rồi giống như là những cái tuyến đường sắt cao tốc này đấy. Nhưng mà câu hỏi Thắng đặt ra là tại sao những cái hình thức này chưa được áp dụng một cách rộng rãi trên thế giới. Và một trong những nguyên nhân mà Thắng tìm hiểu được và nó là những nguyên nhân lớn nhất, đó chính là cái chi phí của nó quá cao. Và đơn cử thì Thắng có làm một cái video chia sẻ cách đây khá là lâu, chia sẻ là về những cái ưu điểm của công nghệ Unikey so với những cái công nghệ truyền thống. Thì với Hà Nội thì có một cái công trình mà chắc là các anh chị ở đây rất nhiều người biết về nó, đó là công trình là đường sắt Cát Linh Hà Đông ạ. Đó, và theo thống kê thì cái chi phí ước tính của 1 km đường sắt Cát Linh Hà Đông đó là trên 80 triệu đô la 1 km ạ. Và với Thắng, Thắng có tìm hiểu thì nếu như mà áp dụng cái công nghệ Unikey của chúng ta vào cái thay thế cái công nghệ đường sắt Cát Linh Hà Đông ấy, thì 1 km đường ở Hà Nội chỉ xây dựng mất khoảng 4 triệu đô la 1 km. Đó, và Thắng cũng làm một cái phân tích, đó là nếu mỗi 1 km của chúng ta tiết kiệm được 76 triệu đô la chẳng hạn, thì với mỗi 1 km đường này Thắng tin rằng nó sẽ là một số tiền khổng lồ để có thể xóa mù chữ cho một bộ phận rất lớn nhân dân Việt Nam, hoặc là giúp rất nhiều người gọi là thoát khỏi cảnh đói nghèo. Và nếu như mà cả một tuyến đường 13 km này tiết kiệm được thì Thắng tin rằng Việt Nam dân cư là sẽ được thay đổi rất là lớn về những cái an sinh xã hội, về những cái học thức đấy. Thế nên các anh chị tưởng tượng rằng cái việc mà cái mảng giao thông chúng ta tiết kiệm được chi phí, nó sẽ là một những cái lợi ích rất là lớn cho xã hội đó. Và theo một cái thống kê mà Thắng có tính toán ra, nếu như Jakarta họ xây dựng xong cái tuyến đường cao tốc này, xây dựng xong cái tuyến 8 km này, thì cái thành phố Jakarta họ sẽ được những cái quyền lợi như sau. Thì đầu tiên thì cái lượng vận tải hành khách theo như công ty công bố, nó có thể vận tải đến 50.000 hành khách trên một giờ. Và như Thắng có tính toán ở một cách gọi là thấp thấp, một ngày vận tải 10 giờ thì trung bình một ngày cái hệ thống vận tải UST có thể vận tải lên đến 500.000 lượt hành khách ạ. Và với số lượng là 500.000 lượt hành khách thì Thắng tính toán nó sẽ rơi vào khoảng ít nhất là 400.000 phương tiện cá nhân, ô tô, xe máy ạ. Và anh chị tưởng tượng là một ngày ở một thành phố lớn mà 400.000 ô tô, xe máy không ra đường thì nó sẽ có rất nhiều những cái lợi ích. Và lợi ích thứ hai khi mà thành phố Jakarta họ sẽ đạt được ở đây, đó chính là giảm thiểu gọi là hàng nghìn vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra hàng năm. Chính vì những cái điều này, Thắng có chia sẻ với một số những nhà đầu tư về những cái cảm nhận của mình về một góc nhìn khác của công nghệ Unikey. Thì Thắng vẫn hay hỏi mọi người là theo anh chị, cái giá trị nào mà đó là cái giá trị lớn nhất mà một con người có thể tạo ra. Ví dụ như là nếu như anh chị mà làm về spa chẳng hạn, giúp mọi người có một làn da đẹp hơn, giúp mọi người có một vóc dáng chuẩn hơn chẳng hạn, thì đó là một giá trị. Đó, rồi có những người kỹ sư, người ta cái giá trị của người ta là tạo ra được những công trình, tạo ra được những tòa nhà. Thì đấy là một giá trị. Nhưng mà khi mà Thắng tìm hiểu kỹ thì Thắng thấy được một điều là cái giá trị lớn nhất trên cái cuộc sống này, trên xã hội này, đó là theo Thắng, đó là cái giá trị là cứu người ạ. Cứu người anh chị ạ. Thì Thắng vẫn hay đặt một câu hỏi với những cái anh chị khách hàng, với những người bạn của Thắng là nếu như hôm nay anh chị, giả sử anh chị là một người bán bất động sản đi,
anh chị bán được một căn nhà, anh chị thu được 50 triệu. 50 triệu. Nhưng mà trên đường anh chị về, anh chị gặp một vụ tai nạn giao thông. Và anh chị đã đưa cái người bị nạn đấy, ví dụ như là một người đàn ông khỏe mạnh đi xe máy mà tự nhiên đâm vào một cái vật cản và ngã ra đường, anh chị đưa đến bệnh viện. Và khi đó bác sĩ có nói chuyện với anh chị là thật sự rất là cảm ơn anh vì anh đã đưa cái người này đến bệnh viện, chỉ cần chậm một vài phút nữa thôi là không thể cứu được. Thì thắng tin là cái niềm vui này, cái giá trị này mà anh chị tạo ra trong ngày này, nó sẽ anh chị sẽ nhớ mãi không được quên, đúng không ạ? Và ở đây thắng tin rằng rất là nhiều người, rất nhiều các cô chú anh chị ở trong Zoom này cũng cảm nhận như thắng làm rằng cái giá trị cứu người đó là cái giá trị cao nhất. Giống như trong Phật giáo có câu là cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, đúng không anh chị? Và các anh chị đừng tưởng tượng là khi mà chúng ta xây dựng một cái tuyến đường, chúng ta góp công góp sức để một công nghệ, một cái tuyến đường nó được ra ngoài cuộc sống, nó cứu được hàng nghìn người, hoặc người ta không phải bỏ mạng vì tai nạn giao thông, thì đó là những cái giá trị quá quá lớn đó. Và đấy là một trong những cái giá trị mà khiến cho thắng vượt qua rất là nhiều những cái khó khăn, vượt qua rất là nhiều những cái trở ngại để luôn luôn ủng hộ và đồng hành với công nghệ này. Đó, và điều thứ ba, giống như thắng có chia sẻ trên đây, đó là giảm cái phát thải cái khí nhà kính ra. Và bởi vì các anh chị cứ tính một ngày một cái tuyến đường 8 cây số này giảm 400.000 ô tô xe máy không ra đường, thì rõ ràng 400.000 ô tô xe máy này anh chị nhân lên, nó sẽ ít nhất nó sẽ là hàng, nó sẽ bằng đến hàng triệu tấn khí thải nhà kính ra môi trường không bị thải ra ngoài. Và giống như là các anh chị khi mà đi ngoài đường, chúng ta có tiền chẳng hạn, chúng ta có tự mua được chiếc ô tô để chúng ta đi, để chúng ta có một cái không khí trong lành để thở. Nhưng mà rõ ràng là khi mà chúng ta đi xe ô tô thì có rất là nhiều những cái người lái xe máy, họ đi phía sau xe mình là họ phải hít những cái khí thải đấy. Mặc dù là có đeo khẩu trang, nhưng mà thắng tin là cái khẩu trang nó cũng rất là khó để nó ngăn cản cái việc mà chúng ta hô hấp cái khí thải của ô tô xe máy đấy. Và các anh chị tìm hiểu một điều, tưởng tượng một điều, đó là mỗi ngày cái thành một thành phố như này, một con đường như này, có hàng chục nghìn người họ phải đứng nhích từng chút một, họ hít cái khí không khí đấy. Thì đấy là lý do mà theo thằng nghĩ tại sao những cái thành phố đông dân, những cái thành phố phát triển, đang phát triển, họ lại càng ngày bị càng bệnh tật hóa, những cái bệnh ung thư, những cái bệnh hô hấp, rồi sức khỏe con người bị yếu đi ạ. Đó, và thắng rất là ấn tượng với một cái câu chuyện của một cái anh bạn mà thắng quen, đó là anh bạn này thì khi mà lấy vợ sinh con và có những cái người con rất khó khỉnh, nhưng mà không hiểu tại sao là từ lúc sinh ra đến lúc mà vài tuổi thì đã con cái rất là hay ốm. Đấy, nhưng mà khi mà anh ấy đưa gia đình và vợ con vào Đà Nẵng ở một tuần thì mọi thứ nó đã hết sạch. Đó, thế nên là các anh chị tưởng tượng một điều là cái xã hội, cái thành phố của chúng ta đang sinh sống nó ô nhiễm đến mức nào. Và thật sự bây giờ thắng rất, mặc dù là thắng ở Hà Nội, nhưng mà mình rất là ngại khi mà phải đi vào trong trung tâm đô thị, bởi vì nó rất là nhiều những cái chất ô nhiễm này, rồi những cái khí thải. Và chỉ một ngày mà thắng khi thắng đi vào trong nội thành Hà Nội là thắng cũng đã cảm thấy mệt mỏi hơn rồi. Đó, huống chi là những anh chị hàng ngày đi làm tắc đường như vậy. Và đến cái giá trị thứ tư, cái giá trị ở thứ tư ở đây, đó là cái công nghệ của chúng ta nó sẽ giúp xã hội tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đó, thì ở đây thằng có chia sẻ là thay vì mất 25 đến 50 phút di chuyển thì người dân giờ chỉ mất khoảng 5 đến 7 phút mỗi ngày. Đó, thế nên là tính ra một ngày thì người dân ở con đường đấy nó sẽ có ít nhất là 250.000 giờ. Mỗi năm thì tính ra có thêm là hàng tỷ giờ để tạo ra giá trị cho xã hội và dành cho những người thân, thay vì là cái thời gian đấy là phải đứng chôn chân ở trên đường là hít khí thải. Đấy, thì rõ ràng là đây là một bốn cái điều cơ bản thắng có phân tích và chia sẻ được từ cái việc là một cái sản phẩm rất nhỏ của chúng ta là một cái con đường 8 cây số thôi, chỉ một con đường 8 cây số thôi, nhưng mà các anh chị thấy được một điều là nó đã tạo ra được những cái giá trị mà với cá nhân thắng thấy nó vô cùng lớn và vô cùng tuyệt vời. Vậy thì cái việc mà chúng ta tài trợ vốn và chúng ta thúc đẩy một công nghệ tuyệt vời này ra thị trường, đó có phải là một điều rất là kiểu tuyệt vời mà chúng ta không thể nào chúng ta tưởng tượng được, đúng không ạ? Các anh chị nếu mà đồng ý với ý kiến của thắng thì có thể comment cho thắng số 9 được không ạ?
Ok. Thì đến cái phần cuối cùng, đến phần tiếp theo thì Thắng cũng xin phép gọi là chia sẻ một chút với các cô chú anh chị về những cái tầm nhìn về năng lượng xanh phát triển trên thế giới. Thì ở đây nói về mặt thông tin, nói về hình ảnh nó khá là ít, nhưng mà Thắng sẽ xin phép là được phân tích sâu một chút để các anh chị cùng nhau mình hiểu rõ hơn. Thì nếu như các anh chị tìm hiểu thì Ả Rập Xê Út này, rồi như trong ảnh là UAE này, Dubai này, thì nó là những cái quốc gia mà từ trước đến giờ là vẫn có cái tiếng là phát triển bằng cái phát triển về năng lượng dầu mỏ bằng đen đó. Nhưng mà các anh chị có thể để ý thấy ở đây là, bây giờ những cái quốc gia này họ đã bắt đầu, thực ra là họ đã bắt đầu được một thời gian rồi, họ đã bắt đầu dịch chuyển sang sử dụng cái năng lượng sạch đấy. Và theo như thống kê thì Ả Rập Xê Út này, Dubai này, và tiếp theo sau đó có thể là Abu Dhabi, nó sẽ là những cái quốc gia mà hàng đầu thế giới dẫn đầu về năng lượng xanh. Và theo một cách gọi là lý luận, lập luận rất là đơn giản, thì nếu như mà cái công nghệ của chúng ta đang tài trợ vào một cái công nghệ giao thông mình chưa biết nó tốt hay xấu, nhưng mà mình đang được những cái quốc gia hàng đầu về năng lượng, anh chị cho họ chọn để họ phát triển. Và thì đương nhiên theo một cái lập luận đơn giản thì những người hàng đi đầu, những người mà luôn luôn đi đầu, họ chọn của mình, thì đương nhiên cái công nghệ của chúng ta nó phải là một công nghệ đi đầu thì người ta mới chọn, đúng không anh chị? Đó, thì khi mà nhìn vào một số điều như vậy, khi mà chúng ta đầu tư được vào những công nghệ đi đầu tiên, rồi những cái bước phát triển đầu tiên, và tầm nhìn của nó là 5 đến 10 năm nữa là ít nhất, thì chắc chắn Thắng và các anh chị chúng ta đều sẽ có một cái tương lai rất là ok về cái việc đầu tư của mình, bởi vì những cái giá trị rất lớn của công nghệ cũng như là những cái phương hướng của chúng ta. Và đến phần cuối cùng thì hôm nay Thắng có chia sẻ với các anh chị, tặng thêm cho anh chị một cái phần này khá là thú vị, theo Thắng, đó là Thắng sẽ đánh giá một chút về hiện trạng các cái thông tin của tập đoàn Ducati của chúng ta và khái quát tính theo phần trăm tốt và xấu. Bởi vì nếu như mà nói chia sẻ về hai thông tin về chính phủ vừa rồi thì Thắng thấy nó khá là ngắn, nên là Thắng có thêm một phần nho nhỏ như này để các anh chị có thêm một số cái kiến thức và định hướng trong cái việc mình theo dõi công nghệ và có thể yên tâm hoàn toàn. Đó, thì nếu như mà nói về cái mặt trận thông tin hiện tại trên Internet ấy, thì có một số điểm như sau. Thì Thắng có phân ra làm 4 tầng thông tin. Đó, thứ nhất là các cá nhân tổ chức, các cá nhân này. Cái thứ hai là các cái tổ chức nhỏ. Đấy, ví dụ như các cái kênh YouTube này, những cái group này, có một số nhóm người này. Đấy, thì đó là những cái tổ chức nhỏ. Và thứ ba đó là các cái cơ quan truyền thông báo chí, truyền hình. Và đến phân cấp cuối cùng đó là những cái thông tin từ chính phủ. Thì đầu tiên nếu như các anh chị mà search và tìm kiếm về những cái đánh giá cá nhân liên quan đến công nghệ của chúng ta thì phải nói là Thắng khảo sát thì chỉ có khoảng tầm 2 đến 3% các cá nhân trên Internet là đánh giá tốt và tích cực về công nghệ của chúng ta. Còn lại là 98% những anh chị cá nhân này họ nghĩ tiêu cực về dự án này, và họ họ nghĩ rằng cái công nghệ của chúng ta là một cái công nghệ viển vông, công nghệ xa vời, công nghệ không có thật, nó chỉ trên giấy á. Mặc dù là có rất nhiều những anh chị đi sang bên Beirut này, đi sang bên Dubai này, và cá nhân Thắng, cũng đã sang bên Dubai trải nghiệm, nhưng mà có rất nhiều người ta vẫn nghĩ rằng à cái này nó không có thật. Đó, thì đầu tiên đấy là một cái tầng thông tin thứ nhất, là chỉ có khoảng 2% đánh giá tốt về công nghệ của chúng ta. Và cái tầng thông tin thứ hai đó là những cái thông tin là từ các cá nhân và tổ chức, những cái tổ chức nhỏ, ví dụ như những cái doanh nghiệp nhỏ này, những cái nhóm làm việc nhỏ này chẳng hạn. Thì với những cái nhóm cá nhân tổ chức nhỏ này thì như Thắng có tìm hiểu thì cũng chỉ khoảng 2 đến 3% là họ đánh giá tốt về công nghệ của chúng ta. Còn lại là 98 đến 97 98% các anh chị trong nhóm này là nghĩ rằng công nghệ chúng ta cũng giống như các nhóm, cũng giống như trong cá nhân đó, thì họ luôn luôn nghĩ rằng là chúng ta một công nghệ ảo tưởng đấy. Bằng cách là nếu như mà các anh chị mà theo dõi và đầu tư công nghệ chúng ta lâu rồi thì sẽ biết một số cái tổ chức cá nhân
nói rằng công nghệ của chúng ta là không tốt, nói là kiểu lừa lẫn này kia, đúng không ạ? Và đến thứ ba, đối với các cái cơ quan báo chí truyền hình, thì mặc dù ở thời gian gần đây các anh chị có thể để ý thấy là báo Việt Nam một số cái thông tin người ta đưa những cái thông tin gọi là trái chiều và những cái không tốt về công nghệ của mình, nhưng mà thực tế nó chỉ chiếm khoảng 30% những cái thông tin trên internet thôi ạ. Còn lại nếu như mà các anh chị chịu khó tìm ấy, thì phải đến 70, thậm chí là hơn 70% các cái thông tin trên internet ấy, những cái thông tin về báo chí truyền hình họ đều nói tốt về công nghệ của chúng ta. Và đây là một điều rất là thú vị và tuyệt vời. Đó, và cái phần cuối cùng đó chính là những thông tin của chính phủ và các cơ quan chính phủ. Thì nếu như mà các anh chị tìm hiểu thì hiện tại những cái thông tin chính phủ là phải đến 90% các thông tin của chính phủ là nói tốt và đánh giá cao về công nghệ chúng ta. Đó, vậy thì ở đây các anh chị sẽ thấy một điều gì ạ? Thì đầu tiên các anh chị sẽ thấy một điều, đó là cái khách hàng của một cái doanh nghiệp, một cái tập đoàn về giao thông vận tải đó là ai? Đương nhiên đó chính là chính phủ, đúng không các anh chị? Vậy thì có một số các anh chị bạn bè của Thắng có một điều khá là thú vị, đó là họ rất là hay lắng nghe và họ hay hỏi người thân của mình về những cái điều mới mẻ về cái công nghệ Unica mà họ đang tìm hiểu. Và đương nhiên bởi vì họ hỏi những cá nhân nên là những cái thông tin xấu của họ đưa ra rất là nhiều, bởi vì những cái người cá nhân này họ sẽ thường không có những cái kiến thức tốt đó. Nhưng mà nếu như mà chúng ta hỏi một câu hỏi ngược lại, theo các anh chị, nếu như mà chúng ta đầu tư vào một công nghệ giao thông mà các cá nhân nói tốt này, các tổ chức nhỏ nói tốt này, các cơ quan báo chí nói tốt này, nhưng mà các chính phủ thì đánh giá không cao, thì theo các anh chị chúng ta có bán được hàng hay không? Và theo các anh chị thì cái việc mà các cá nhân đánh giá tốt này, các tổ chức có đánh giá tốt này, các báo chí có đánh giá tốt này, thì họ có tiền để họ xây dựng các cái công nghệ của chúng ta hay không? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Vậy thì khi mà các anh chị đầu tư về một cái công nghệ giao thông thì cái điều quan trọng nhất ở đây Thắng muốn nhắn nhủ đến mọi người, đó là những cái thông tin mà làm việc với chính phủ đó chính là những cái thông tin mà chúng ta cần phải quan tâm. Và nếu như mà các anh chị đã đầu tư vào công nghệ Unica và theo dõi công nghệ Unica này được khoảng 3-4 tháng thì sẽ thấy được rất nhiều những cái thông tin chính phủ, và giống như ở đây Thắng có chia sẻ là phải đến hơn 90% các thông tin từ chính phủ, các bộ ban ngành họ đều đánh giá công nghệ của chúng ta rất là tốt và tiềm năng. Và chỉ có một bộ phận rất nhỏ là những cái thông tin từ những cái chính phủ từ năm 2016-2017 họ đưa ra rằng người ta nói xấu về công nghệ của chúng ta. Đó, và đấy là một cái điều mà các anh chị có thể nhìn nhận lại. Đó, thì đây là một cái điều mà Thắng muốn dành tặng cho tất cả các cô chú anh chị đã dành ra trong buổi tối ngày hôm nay về cái việc là khi mình đầu tư vào một cái công trình nào, một cái điều gì đó, chúng ta cần biết là đầu tiên chúng ta cần biết là khách hàng của chúng ta là ai, và chỉ cần quan trọng được một điều là khách hàng của chúng ta đánh giá như thế nào. Còn đối với những đối tượng mà không phải là khách hàng của chúng ta thì chúng ta không cần quan tâm nhiều. Đó, bởi vì đấy, giống như Thắng đặt một câu hỏi rất đơn giản, nếu như mà các cá nhân đánh giá tốt này, các tổ chức đánh giá tốt này, nhưng mà chính phủ bảo không tốt, thì liệu các cá nhân và các tổ chức họ có tiền để họ thuê chúng ta xây dựng đường không, đúng không? Tuy rằng những cái 1 km đường của chúng ta là rẻ, 4 đến 5 triệu đô la một km, nhưng mà hỏi các anh chị là có bao nhiêu người có tài sản trên 1 triệu đô, đúng không ạ? Đó, thế nên là khi mà chúng ta đối với những người bạn, đối với những nhà đầu tư của Thắng, khi họ hiểu được cái điều này thì họ không bao giờ gọi là lung lay trước mọi cái thông tin gì cả, bởi vì họ luôn luôn là theo dõi những thông tin từ chính phủ của anh chị ạ. Đó, thì đấy là một cái điều rất là thú vị ở trên thị trường đầu tư. Và sắp tới thì Thắng cũng sẽ đang làm một cái series video nói về những cái thông tin và những cái tư duy đầu tư như này. Và đây nó là một cái nội dung trong cái series video mà sắp tới Thắng có thể làm để cho anh chị. Và đây nó chính là một cái món quà mà Thắng muốn dành cho các anh chị đã dành ra một buổi tối ngày hôm nay để ngồi đây nghe, đón nhận các thông tin và lắng nghe những cái chia sẻ của Thắng trong tối ngày hôm nay ạ. Và cuối cùng xin cảm ơn các cô chú anh chị đã lắng nghe về những cái điều mà Thắng đã chia sẻ. Thì giống như các anh chị đã nhìn thấy ở bên tay trái, đúng không ạ? Đây chính là một cái hình mà Thắng thấy rằng nó rất là giá trị. Thắng đã được chụp cùng chủ tịch Uniki của chúng ta. Và đây Thắng có in cái ảnh đấy ra. Thì không biết là mọi người có nhìn rõ không ạ? Đó. Thắng để ở trên cái bàn làm việc của mình ạ. Thế mà các anh chị
thấy những điều này là tuyệt vời thì hãy comment số 9 này cho thằng thầy ạ. Để các anh chị cùng thấy những điều tuyệt vời giống như Thắng ạ. Và sắp tới thì Thắng mong rằng tất cả những anh chị mà đang tài trợ cho công nghệ Unikai sẽ có mặt tại Dubai để có thể trải nghiệm thực tế công nghệ của chúng ta. Bởi vì bây giờ thì để mà trải nghiệm công nghệ này và để kiểm chứng được công nghệ Uniki có tốt hay không, rồi có tuyệt vời hay không ấy, thì nó rất là đơn giản các anh chị ạ. Chỉ cần sang UAE này, hoặc là sang Beirut này, hoặc là một cách thông minh hơn, chúng ta hãy dùng cái sự thông minh của công nghệ hiện tại, đó là lên YouTube này. Các anh chị nếu mà muốn tìm hiểu nhà máy của Uniki ở đâu, chỉ cần có là nhà máy Uniki đấy, rồi tìm hiểu chủ tịch Uniki là tập đoàn Uniki là chỉ, thì chúng ta chỉ cần Google search phát là ra, rồi tìm hiểu về sản phẩm của Uniki có tác dụng gì, có quyền lợi nào, có những cái giá trị của xã hội chúng ta cần search là ra. Đấy là một điều rất là tuyệt vời khi mà chúng ta sống trong một thời đại thông tin như này, và việc của chúng ta là đón nhận thông tin và đánh giá thông tin nào là phù hợp. Đó, thì cảm ơn các anh chị đã lắng nghe rất là nhiều. Vâng, thì ngay sau đây thì Thắng xin phép mà là các anh chị chúng ta có thể giao lưu với nhau nhiều hơn và kỹ hơn. Các anh chị có thể đặt những câu hỏi này, có thể là chia sẻ những cái vấn đề của mình này. Và không để các anh chị mất thêm thời gian thì Thắng xin nhường lời lại cho MC của mình ạ. Xin mời chị Trang. Cảm ơn Thắng rất là nhiều. Hôm nay buổi chia sẻ thông tin của Thắng thì vô cùng tuyệt vời. Cả nhà chúng ta có thể cho Thắng một tràng hoa tay và chúng ta có comment ở dưới cái phần ô chat của mình những cái giá trị tuyệt vời nhất mà chúng ta nhận được từ speaker tối ngày hôm nay, từ người chủ giảng của chúng ta được không ạ? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Có một câu nói của tỷ phú Robert Kiyosaki, người mà viết 13 cuốn sách, 13 tập sách về dạy con làm giàu. Ông có nói rằng 300 năm trước thì đất đai là vàng, nhưng thời đại bây giờ là thời đại của công nghệ thông tin, và những ai có thông tin đúng lúc nhất, chuẩn nhất thì người đó sẽ trở nên giàu có. Buổi chia sẻ những cái thông tin mới nhất của tập đoàn ngày hôm nay của em Thắng thì đã cho Trang thấy được những cái mặc dù là hai thông tin này thì Trang đã được đọc trên đội nhóm, Trang cũng đã có tìm hiểu qua các cái website, tuy nhiên thì vẫn có cảm thấy rằng là mình đã vô cùng hạnh phúc về điều đó. Và có một điều mà Trang muốn nói với mọi người, đó là trong mỗi con người chúng ta có một thứ mà gần như là không ai có thể gọi là chế ngự được nó, đó chính là lòng đố kỵ. Và nếu như đất nước hàng xóm của chúng ta, đúng không ạ, đất nước Indonesia của chúng ta, đất nước hàng xóm Indonesia có công nghệ giao thông Unikai và phục vụ cho người dân, thì người dân của Việt Nam của chúng ta có mong muốn để sở hữu cái công nghệ này tại đất nước của mình không ạ? Ngay khi mà ông bạn hàng xóm của mình có, đúng ạ, mong muốn lắm chứ ạ. Đó, thì bản thân chúng ta là những cổ đông Unikai, chúng ta là những người đang có một cái cơ hội sở hữu cái công nghệ tuyệt vời này, để giống như cái khẩu hiệu mà chủ tịch Alatoniki đưa ra cho một cái tập đoàn mà không phải một tập đoàn nào, một công ty lớn nào dám đưa ra một cái khẩu hiệu lớn lao đến như thế, đó là giải cứu hành tinh ạ. Nhưng mà chúng ta có một cái khẩu hiệu vô cùng tuyệt vời, vô cùng lớn, vô cùng mạnh mẽ là như thế. Và khi anh bạn hàng xóm của chúng ta có được cái công nghệ đó, mà chúng ta hiện tại những cổ đông của Việt Nam đang chiếm tới 60% quỹ cổ đông của UT trên toàn thế giới, thì cái niềm khát khao sở hữu cái công nghệ đó mang về cho đất nước của chúng ta nó lại càng mạnh mẽ, đúng không ạ? Tuy nhiên, rõ ràng chúng ta thấy một điều rằng giữa một mớ những hỗn độn về thông tin như vậy, thì em Thắng cũng đưa ra cho chúng ta là cái cách mà chắt lọc thông tin, thì chúng ta phải nhặt những thông tin cho đúng, cho những cổ đông của chúng ta, cho những người đầu tư chuyên nghiệp như chúng ta có được thông tin chuẩn xác, và mình thấy được rằng mình là số 2% những người đó. Bởi vì trong đầu tư, đúng không ạ, số đông luôn sai, đúng không thưa quý vị? Ở đây thì vừa nãy thì Trang có hứa sẽ dành một suất để chia sẻ cho chị Thanh Hà, thì chị Thanh Hà có thể
bật mic và chia sẻ với mọi người về cái giá trị thông về cái giá trị khi mà buổi chia sẻ ngày hôm nay của em Thắng cho chị được những thông tin gì, và chị có cái câu hỏi nào muốn hỏi chủ giảng của chúng ta tối ngày hôm nay, chị cứ mạnh dạn. Vâng, em xin mời chị. À, Tuấn Anh có thể bật mic cho chị ấy được không? Cho chị Thanh Hà. Chị Hà giơ tay lên đi để mà bạn ấy tìm chị cho dễ. Hiện tại thì cũng vô cùng tuyệt vời, chúng ta vẫn đang còn 172 quý cô chú anh chị vẫn đang có mặt trong buổi Zoom tối ngày hôm nay ạ. Và Trang được biết rằng là ngày hôm nay buổi tối thứ bảy là một ngày gọi là vô cùng đẹp, có rất nhiều đám cưới ở ngoài kia. Dạ. Chị Hà giơ tay lên để bạn ấy tìm cho dễ. Ok rồi chị. Ơ nhưng mà chị lại tại không, chị Hà Nguyễn ạ. Dạ vâng, em mời chị. Rồi, chào cả nhà. Nhà em xinh đẹp, quá tuyệt vời. Thật là ngày nay là mình cũng xin chào. Hiện tại bây giờ phòng chung của mình là còn 171 anh chị em. Rất tuyệt vời. Hôm nay là đi dự hai cái giờ tiếp thì cứ phải tranh thủ về nhà để tham gia cái nội dung. Mình cũng xin giới thiệu với cả nhà 174 anh chị em. Mình là tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Hà. Mình đến từ Bến Tre. Là 54 tuổi. Mình rất là biết ơn khi mình đã là một cái cổ đông của một tập đoàn đỉnh trên thế giới. Và hàng ngày mình cái niềm khao khát bên trong mình á, lúc nào nó cũng dâng trào. Mình gặp một người bạn thực sự là mới vừa đi tiệc về vẫn còn nguyên vẹn. Và các bạn, ngày bạn làm gì thì mà mình trước khi á, mình chưa bao giờ tự tin là mình nói mình làm bác khách hay là gì vậy, của một cái tập đoàn như thế. Thì mình nói sao tôi làm, tôi thực sự là tôi đã dẹp là hạ cánh an toàn về cái nghề dược liệu của tôi, và tôi đang đối tác của một tập đoàn công nghệ xanh tầm đẳng quốc tế. Các bạn thích rồi bữa nào cà phê mình sẽ nói chuyện nhiều hơn nữa. Thì khi mà mình hàng Nga nhá, mình nói về cái công việc của mình nói về cái cổ phần của mình, và mình nói cái thành công của mình nó đang đi lên cái bước đường thành công, nó đang về đích. Thì ngày xưa ví dụ như cách nay là khoảng vài tháng, mình chưa bao giờ mình tự tin để mình gặp một người đó và mình có thể là mình năng lượng, hoặc là cái người trong mình có thể là mình nói một cách mạnh mạnh ra tự tin. Thì cái đó là cái phần khi mình sàng lọc nghe những thông tin chính xác và tham gia từ đội nhóm hoặc là mình lên những buổi Zoom hoặc những thông tin trên nhóm, thì mình nên cập nhật thường xuyên về những